hiểu hạt cà phê của bạn, hiểu mong muốn của khách hàng, hiểu thiết bị của bạn. Có kiến thức điều chỉnh hương vị. Wait a minute. Ngoài ra, bạn cần tinh chỉnh quy trình làm việc, kiểm soát chất lượng ổn định và chăm sóc dịch vụ khách hàng.